chương trình Thế giới trong tầm tay với Trường Nguyễn Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trường Nguyễn Thắng. Chào Nhất Anh. Thưa quý vị và các bạn, thì trong rất là nhiều lần trước có một dịp thì anh Thắng có nhắc tới cái vùng biển Dead Sea. Thì trong đó thì anh Thắng nói là nếu như mà tới Dead Sea rồi thì phải tới Jordan nữa. Thì những anh thắc mắc trong đầu là không biết là anh Thắng nhắc tới Jordan thì không biết Jordan có cái gì ở đó mà anh Thắng nói là phải tới một lần cho biết về anh Thắng. Nếu mà nói đến đất nước Jordan thì thực sự tuy đây là một cái đất nước ở miền sa mạc ở Trung Đông, thế tuy nhiên đây cũng có rất là nhiều cái di tích lịch sử và văn hóa mà chúng ta có thể đến để mà thưởng ngoạn, để mà biết thêm về những cái các di tích văn hóa và lịch sử đó. Thứ nhất thì phải nói đến là cái di tích lịch sử về một cái cổ thành La Mã ở Jeras, tức là phía bắc của Jordan. Còn cái thứ hai đó là ở ngoài khoảng giữa đó thì chúng ta đến một cái thành phố Madaba. Thì ở Madaba, thành phố đó nó có một cái đỉnh núi gọi là đỉnh núi Nebo. Và ở đó thì người ta tin rằng ông Mô-xê khi mà dẫn đoàn lưu dân Do Thái từ Ai Cập băng qua Hồng Hải để đi vào trong đất liền để đi tìm đất hứa đó. Thì chính ông Mô-xê ông đã đứng ở trên cái đỉnh đó để ông nhìn ra, tìm ra cái miền đất hứa. Trời, đó là thành phố Jericho, Jericho bây giờ, để mà người Do Thái có thể định cư ở đó. Thì đó là một cái di tích lịch sử. Nhưng mà đồng thời đến một cái di tích thiên nhiên, về cái một cái thắng cảnh thiên nhiên, thì chúng ta phải nói đến Petra. Petra thì nói đến Petra thì chúng ta dùng chữ như thế nào để cho Nhất Anh có thể đại gai và quý khán thính giả có thể hình dung ra được. Nếu chúng ta có dịp đến đi vào trong Costco đó để xem những cái trình display TV đó, trong đó họ có display một cái DVD mà tôi có xem, nó gọi là 7 cái kỳ quan thế giới. Thì trong một trong 7 cái kỳ quan đó là Petra. Đó là những cái hẻm vực núi mà có những người dân miền Trung Đông họ cưỡi ngựa đi làm dân du mục ở trong đó, và chúng ta nhìn cái hình ảnh đó thì đó là Petra. Và Petra nó không những nó nổi tiếng về vấn đề thắng cảnh thiên nhiên, làm cái hẻm vực núi đã được thiên nhiên đẽo gọt, rồi chúng ta đã được xem một cái bảo vật của cái Petra. Bảo vật đó là một cái temple. Thì nãy anh Thắng nói tới Petra thì anh thấy hơi quen quen. Là đúng như anh Thắng nói là đi trong Costco thì tới cái khu vực bán TV đúng thì nó display cái đó. Mình như cái đó phải là cái mấy cái dãy núi mà màu vàng vàng cam cam đúng không anh Thắng? Đúng, đúng vậy. Thì thực sự nói về cái thắng cảnh Petra đó thì mình cứ hình dung đây là một cái hẻm vực núi rất là lớn. Từ đầu đỉnh đầu hẻm vực cho đến cuối hẻm vực á, nó dài khoảng 1.3-1.5 cây số. Thế tuy nhiên từ khoảng đầu cái vực mà chúng ta đi tới cái khúc đầu tiên của thành phố mà chúng ta phải đi bộ vào cũng có cũng mất gần cây số nữa, thành ra đi một cái đoạn đường khá dài là khoảng hơn 2 cây số. Thì chúng ta sẽ được đi xuyên qua từ một cái thung lũng này qua một cái thung lũng khác ở giữa hai cái hẻm núi. Nhưng mà giữa hai cái hẻm núi đó, vì cái cấu tạo của thiên nhiên, vì có thể chấn động về động đất rồi về cái sự nước lũ nó chảy xuống và nó xói mòn, thành ra nó tạo ra một cái hẻm vực. Và trong cái hẻm vực đó bây giờ chúng ta đi thì chúng ta mới thấy được cái nét đẹp của đạo hóa, đẽo gọt, xong rồi đồng thời là các cái hẻm núi đó nó là những cái lớp đất cát gọi là sandstone, có thể những đất đá cát đó thì nó tụ tập lại thành những cái lớp, và những cái lớp cát đó thì tùy theo từng vùng một, tùy theo cái chất sắt ở trong cái đất đó thì nó biến đổi màu khác nhau, có chỗ màu hồng, màu đỏ, màu trắng, màu cam. Thành ra chúng ta đi vào trong đó chúng ta thấy rất là đẹp, nhất là khi mà mặt trời lên á, thì chúng ta nhìn thấy được cái hẻm núi nó rực đỏ lên, mà như mà chúng ta được xem trong cái DVD mà họ display ở trong Costco đó, thì chúng ta thấy được cái hình ảnh nó đẹp như vậy. Và cái hẻm vực cái đặc biệt đó là có chỗ thì nó rộng nhưng mà có chỗ nó nhỏ hẹp lại, có chỗ hẹp lại độ chừng 2 thước 3 thước thôi, nhưng mà có chỗ thì nó rộng nó cũng cả tới cả chục thước. Thành thường mình đi trong đó thì mình có thể thưởng ngoạn rất là nhiều cái nghệ thuật của tạo hóa đã tạo cho cái vùng đó. Nhưng mà đồng thời thì mình có thể xem là những người dân ngày xưa cách đây khoảng 2.000 năm họ đã sinh sống trong vùng đó, và họ đã biết cách là chặn đường nước lũ xuống, hoặc là họ dùng cách làm những cái máng dọc theo cái thành núi để họ lấy nước từ trên cao xuống thấp, và để họ sống từ trong một cái thung lũng cao đến một cái thung lũng thấp. Và như vậy thì họ tạo ra hai cái thành phố được. Thế tuy nhiên thì mình phải nói thêm nữa là các bộ tộc ngày xưa đó
là họ thường bị chinh chiến đánh nhau, thành ra những bộ tộc này chinh phạt bộ tộc khác rồi có thể xâm chiếm lẫn nhau, thành ra thường thường ngay cái khu vực hẻm núi đó nó cũng trở thành là một cái giống như là một cái bẫy để mà lừa quân địch với nhau. Thành thử là đó cũng là một trong những cái đến nơi chúng ta tìm hiểu thêm tại sao họ phải dùng cái này, họ chặn đầu này để họ lấy nước đầu kia, hoặc là nó chặn đầu dưới để cho nước vào trở thành cái dòng nước lũ để mà nó cuốn trôi những địch quân đi. Cái thì đó cũng là một trong những cái nghệ thuật chiến tranh của những người dân ngày xưa, một chiến lược nếu mà người ta đánh nhau. Dạ. Thế tuy nhiên mà khi chúng ta đi trong cái hẻm vực đó mình sẽ nhìn được những cái tảng đá rất là kỳ dị. Và quý vị có thể nhìn qua những cái video clip, quý vị thấy những cái tảng đá đó nó đẹp và đồng thời nó được điêu khắc theo cái kiểu của tạo hóa. Và đồng thời khi chúng ta vừa bắt đầu ra khỏi cái hẻm vực á, thì cả một cái gọi là sáng choang lên, đó là một cái temple đã được người ngày xưa của cái bộ tộc cái vùng đó họ đã điêu khắc lên một cái temple. Người ta nói rằng là cái temple đó ngày xưa là dành cho lăng mộ của vua. Thế tuy nhiên thì về sau không có nghĩa là được chôn cất vua trong đó, thành ra nó trở thành một cái temple trống không và bây giờ người ta cũng không cho mình vào xem. Nhưng mà điêu khắc rất là tinh xảo, rất là đẹp, tại vì những cái tảng thạch trụ rất là cao mà quý vị có thể hình dung là họ đẽo nó gọt sao nó bằng nhau, và đồng thời những cái mái, những cái hình thù các con thú vật được họ điêu khắc ở trên cái temple, trên cái nóc nhà, nóc cái temple rất là tinh xảo mà mình không thể nghĩ ra được. Tôi có dịp đến Ai Cập rồi, chúng ta đi thăm những cái hang động về các temple đền thờ của Ai Cập. Tôi có dịp đến cả Luxor, đến cả những cái Abu Simbel, là những cái hang động mà gọi là rất là tinh xảo của người Ai Cập. Thế tuy nhiên nếu mà nói về cái độ tinh xảo của người Ai Cập điêu khắc trong núi mà so với cái ở Petra, thì Petra nó vẫn ở trên một bậc. Thì như vậy chúng ta mới biết được là cái nghệ thuật ngày xưa 2000 năm của người thổ dân ở Petra rất là cao. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là Ai Cập, những cái mà di tích chúng ta xem ở Ai Cập nó là khoảng 3.300 năm rồi. Nó cách nhau cũng phải tới 13 thế kỷ nữa. Thành thử hai cái nghệ thuật có thể nó hung đúc, nó giúp nhau và nó cải thiện rất là nhiều. Và cái đến Petra bây giờ là chúng ta thưởng thức cái gọi là cái bảo vật Petra, người ta gọi là bảo vật. Và đồng thời trên cái đường đi của chúng ta đó, chúng ta có thể xem những cái hang động mà người ta tin rằng là chôn cất những người chết ở trong đó. Đồng thời chúng ta có thể dịp xem những cái hang động để cho người sống ở trong đó nữa, tại vì người ta tạm trú trong đó. Dạ, nhưng mà nếu mà người sống trong đó thì bây giờ có ai ở đó không? Bây giờ thì nó không phải là cái chỗ để cho người ta sinh sống nữa. Thế tuy nhiên nó trở thành những cái di tích mà chúng ta có thể nhìn những cái hang động đó. Qua những cái hình ảnh mà tôi đã chụp được, quý vị có thể nhìn những cái hang động rất là đẹp. Mà nó xuyên từ cái hang động này sang cái hang động khác mà cái người ta không cần phải trang trí gì nữa cả. Tại vì tự cái núi nó là vừa viền đỏ, viền xanh thành là những cái vân màu vàng, màu trắng, màu cam. Đẹp ghê lắm nhất anh. Có nghĩa là có nhiều màu sắc là tự trang trí thành cho thành nhà của mình. Đúng vậy, rất là đẹp. Và đồng thời thì chúng ta có thể xem một số những di tích của người La Mã. Quân La Mã ngày xưa khi đóng đó cách đây 2000 năm thì người ta đã đóng ở đó, và người ta để lại những cái di tích đó là những cái rạp như rạp và hát Lộ Thiên. Đó là cái rạp hát mà người ta xây dọc theo các cái chân núi đó, nó giống như cái hình cánh quạt. Ở phía dưới người ta đứng, người ta có làm diễn kịch, người ta là nhà hát Lộ Thiên mà. Khá là của một cách kiến trúc của La Mã ngày xưa. Rồi sau đó thì chúng ta có thể nhìn tất cả những cái tu viện cũng được cái người bộ tộc ở đó họ đục đẽo trong núi. Và có những ngôi mộ nó được đục đẽo trong núi, có những ngôi mộ đang đục đẽo chưa hoàn thành nữa. Thành thử đi ở Petra, nếu mà chúng ta phải đi đi mà để xem xét tìm hiểu hết cả Petra ít nhất phải mất 3-4 ngày trời. Chứ không phải ít. Mà nhưng anh thắc mắc là nãy giờ nghe anh Thắng nói đó, thì cái đường đi thật sự là nó không có dễ dàng. Lúc mà đi vô Petra thì không biết là cái du khách lúc mà tới thì có cần phải là người ta phải cần biết trước những trang phục như thế nào, chú ý như thế nào để mà... Thực sự thì ở Petra thì dĩ nhiên là mùa hè thì cũng rất là nóng. Tuy nhiên mùa đông thì tương đối cũng hơi lạnh. Nhất là trong cái hẻm vực núi. Thành thử chúng ta đi đó thì thế nào người hướng dẫn địa phương chúng cho ta biết một số những các thông tin về thời tiết ở vùng đó và ăn mặc như thế nào. Thế tuy nhiên thì vì cái đường đi bộ, thành ra tương đối chúng ta nếu mà chúng ta đi leo trèo lên các đồi núi đó,
thì chúng ta phải đi giày, dễ đi một chút, làm dễ leo trèo. Dạ. Nhưng mà đồng thời thì còn đi xe một cách bình thường thì chúng ta cũng không đến nỗi quá khó khăn. Thế dạ. Tuy nhiên thì đối với người quý vị du khách mà không có sức khỏe thì chúng ta có thể dùng ngựa hoặc dùng lừa hoặc là cưỡi lạc đà. Thế tuy nhiên thì khi mà cưỡi lừa, ngựa, cưỡi lạc đà, cưỡi lừa đó thì chúng ta phải hỏi thăm những người hướng dẫn địa phương cho mình biết thêm những cái thông tin đó là cái người mà đưa cho mình cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà đó là bao nhiêu tiền. Chúng ta phải rõ ràng, nếu không thì họ nhiều khi họ cũng gây phiền toái cho mình. Có nghĩa là giá, người ta lấy giá cao hơn. Đúng vậy, dạ. Giá cao hơn hoặc là mình tưởng cái giá đó nhưng đi đến nơi thì nó lại đòi cái giá khác chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái, bất cứ cái điểm du lịch nào trên thế giới thì nó cũng đều có những cái vấn đề đó dễ xảy ra. Mình luôn luôn phải tìm hiểu trước khi chúng ta leo lên ngựa hay là leo lên lưng của con lạc đà thì đại khái nó dễ chịu hơn. Dạ. Đó là những điều mà tôi cũng để ý là du khách nếu đi một mình, không phải đi group tour thì chúng ta nên cẩn thận những cái điều đó. Dạ, thì nãy anh Thắng có nhắc tới là có tu viện, rồi có những cái nhà hát lộ thiên, rồi có những cái hang động, rồi đúng có vậy. Những cái chỗ mà hầm mộ, những cái xây những cái lăng mộ. Thì đối với anh Thắng thì đi có dịp mà tới đó được đi hết tất cả mọi thứ ở trong Petra thì anh Thắng thấy cái nào là đẹp nhất theo anh Thắng? Vẫn là cái bảo vật của Petra. Dạ. Cái là cái temple, tức là chúng ta vừa mới đi ra khỏi cái hẻm vực núi dạ. thì cái thấy ngay được cái temple đó, cái đền thờ đó. Và đó là một trong những cái đó gọi là bảo vật rồi, thành ra chúng ta nghĩ là phải biết là nó là cái đẹp đẹp lắm. Dạ. Và đồng thời nó trở thành một cái là di sản văn hóa của thế giới đã được UNESCO công nhận. Thành dạ. thử cái đó là chúng ta không thể là không đến cái đó. Còn chúng ta có thêm thì giờ chúng ta đi thăm những cái lăng mộ, những cái tu viện hoặc là những cái nhà hát lộ thiên, đó là những cái di tích còn để lại ngày nay. Dạ. Nhưng mà đồng thời chúng ta có thể đi sâu vào thêm nữa thì chúng ta biết được cái cách sinh hoạt của người dân thổ dân ở ngay đó. Nhưng mà đồng thời thì tùy theo cái thời giờ mình có bao nhiêu để cho chúng ta có thể đi những cái đó, và đồng thời chúng ta phải leo trèo lên các đồi núi thì chúng ta mới có thể quan sát được hết. Thành thử cái đó nó cũng đòi hỏi cái người du ngoạn phải có một chút sức khỏe. Còn có bình thường thì chúng ta chỉ cần đi thăm cái hẻm núi và đi thăm cái đền thờ là đủ. Thế tuy nhiên thì nói cái đẹp nó như thế nào, nếu mà Nhất Anh có dịp đến Arizona đó thì tôi biết có cái gọi là Antelope Canyon thì Nhất Anh có thể đến đó, Nhất Anh có thể hình dung cái đẹp của cái Antelope đó. Và cái Antelope đó nó chỉ là 1/20 hay 1/30 của cái ở Petra thôi. Dạ. Có nghĩa là ở Petra là gấp 20 lần đẹp hơn như vậy nữa. Tại vì cái Antelope cho tôi đi chỉ có một đoạn thì tôi đã thấy hết rồi. Thế tuy nhiên thì nó đẹp là nhờ những cái hang động, những cái ánh sáng ở trên nó chiếu xuống và cái hẻm vực núi nó được soi mòn bằng những cái dòng nước lũ. Mỗi lần lũ nó chảy xuống Antelope Canyon thôi. Thế tuy nhiên thì đó là mình thức nhỏ. Còn chúng ta nhìn lớn hơn thì chúng ta đi qua Petra. Và chúng ta mới thấy được cái vĩ đại của nó. Và đồng thời mình thấy cái sinh hoạt, cái đời sống người dân cũng như cái nhất là ở Antelope Canyon đó, chúng ta chỉ nhìn cái thiên nhiên thôi. Chúng ta không nhìn được cái di tích lịch sử. Chúng ta không nhìn được cái di tích mà về bàn tay con người điêu khắc vào trong núi và những cái gọi là những cái mà mình nghĩ là con người không thể làm được nhưng đều có thể nhìn thấy được ở Petra. Dạ, chính vì vậy mà Petra mới được công nhận là một trong những 7 kỳ quan của thế giới, đúng không anh Thắng? Thành ra đó là một cái điều mà có nói nó là một trong những 7 kỳ quan thế giới cũng không có ngoa đâu. Dạ, cảm ơn anh Thắng đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ cho Nhất Anh cũng như khán giả rất là nhiều thông tin bổ ích về Petra ở đất nước Jordan. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay do Nhất Anh phụ trách đến đây là tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.